Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua những cái tính năng mới ở trong môi trường Assembly. Đầu tiên, tính năng thứ nhất đó là trong phiên bản số 2021 năm nay, về cái giao diện của cái câu lệnh make, về giao diện của câu lệnh make trong cái môi trường Assembly, nó là thay đổi cái cách sắp xếp giữa các cái option. Đó, chúng ta có thể thấy được thay đổi cách sắp xếp giữa các option. Và tiếp theo, khi mà các anh chị là flip ở lại màn đảo chiều của câu lệnh make, thì phần mềm nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một cái hộp thoại cảnh báo rằng là cái việc thay đổi này thì các anh chị nó sẽ dẫn đến lỗi, đúng không ạ? Để chỉnh được cái cảnh báo này thì các anh chị vào cho em giúp em là mục trên mấy là mặt chúng ta chọn lại cái cảnh báo cho phần mềm đó. Và đến cái tính năng thứ hai ở trong cái môi trường Assembly, đó là đối với cái câu lệnh slot ở là slot make, thì phần mềm Sugar 2021 nó đã cập nhật cho chúng ta thêm một cái chức năng đó là lock rotation, khóa cái khả năng xoay của cái chi tiết đó là và tiếp theo thì các anh chị có thể chỉ định các cái ràng buộc mặc định cho cái câu lệnh slot make này đó, center in slot đó, hay là một cái bin dạng một cái vị trí nào khác, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ đi qua tính năng thứ ba. Đối với cái tính năng thứ ba đó là đối với câu lệnh interference, kiểm tra va chạm, thì trong phiên bản số Quốc 2021 nó là cập nhật cho chúng ta một cái tính năng rất là hay, đó là giờ đây các anh chỉ có thể xuất được cái kết quả va chạm dựa các cái chi tiết ra một cái bảng tính Excel và bao gồm cả hình ảnh khi mà các anh chị tích vào dấu tích thumbnail này, này đó. Khi mà các anh chị tích vào dấu tích thumbnail thì nó sẽ xuất ra một cả bảng Excel và nó bao gồm cả các cái hình ảnh các cái vị trí bị va chạm luôn đó. Thì các anh chị thử nghĩ xem, khi mà các anh chị thiết kế một cái máy nó có cả hàng ngàn cái chi tiết, đúng không ạ, thì cái việc kiểm soát cái các cái chi tiết bị va chạm cấn cạn nó trở nên rất là khó khăn. Các anh chị phải đi xem từng cái vị trí va chạm này, sau chúng ta phải quay lại cái mô hình của chúng ta để chỉnh sửa nó đó. Như vậy thì các anh chị sẽ tốn khá là nhiều thời gian, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo một cái tính năng mới ở trong môi trường Assembly nữa, đó là đối với một cái mô hình, khi các anh chị làm việc với một cái mô hình mà nó có số lượng chi tiết này và cái dung lượng của cái mô hình đó rất là lớn, đúng không ạ, thì cái việc mà các anh chị mở một cái file nó lên theo một cách thông thường nó sẽ trở nên rất là khó khăn và tốn nhiều thời gian. Như vậy chúng ta thường là nghĩ đến cái cách đó là mở nên theo cái chế độ là mở theo cái dạng đó là lightway để sẽ là mở nó dễ dàng hơn, nhưng mà đối với chế độ lightway năm nay nó còn cập nhật chúng ta thêm những cái chức năng gì đó. Thì ở trên cái màn hình chúng ta đang có một cái mô hình đấy, một cái mô hình mà nó có 2259 chi tiết, 2259 chi tiết nhà các anh chị đó. Nhưng mà chúng ta chỉ mất là 21 giây để mở được cái mô hình này lên, chúng ta chỉ mất mỗi 21 giây để mở một cái mô hình lớn như vậy. Anh chị thấy một cái sự khác biệt, đúng không ạ? Chúng ta dễ dàng để mở được những file này lên cách đơn giản. Và không những thế, đối với chế độ lightway này, khi mà chúng ta click vào các cái chi tiết đó, thì phần mềm nó sẽ tự động chuyển về cái chế độ resize. Trước đây thì các anh chị phải là click phải vào và chọn về chế độ resize thì phần mềm mới cho phép các anh chị chỉnh sửa cái đối tượng đó, cái chi tiết đó, đúng không ạ? Và ngoài ra khi mà các anh chị là chuyển đổi qua lại giữa các cái cấu hình thì nó cũng đã nhanh hơn đáng kể rồi, đúng không ạ? Nó là chuyển đổi qua lại rất là nhanh đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào một cái tính năng mới ở trong, cũng là một cái tính năng cuối cùng về trong cái môi trường Assembly này, đó là về cái hiệu suất đồ họa. Cái hiệu suất đồ họa thì với cái hiệu suất đồ họa năm nay Sugar, với cái hiệu suất đồ họa thì Sugar đã được giới thiệu cho chúng ta ở trong cái phiên bản Sugar 2019, nhưng mà năm nay cái tùy chọn này đã được cải thiện đáng kể. Để thấy được cái sự khác biệt đó, chúng ta sẽ so sánh cái kết quả này được bật và tắt cạnh nhau khi mình chạy macro 500 lần sai chuột. Thì rõ ràng là cái hiệu suất này đã được nhanh hơn đáng kể, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy bên màn hình phải chúng ta, khi mà chúng ta bật cái chế độ hiệu suất đồ họa lên thì chúng ta chỉ mất là 7,94 giây với cái tốc độ là 63 khung hình trong một giây khi mà chúng ta bật cái hiệu suất đồ họa này lên. Và bên phải chúng ta
thì đã là mất 161 giây. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đó là chúng ta sẽ là nhanh hơn gấp 20 lần rồi đúng không ạ? 20 lần, nhanh hơn gấp 20 lần khi mà chúng ta bật cái hiệu suất đồ họa này lên.